Ok luôn anh em, chào mừng anh em đến với Game Today. Tôi rất vui vì được gặp lại anh em trong buổi tối ngày hôm nay. Rất là xin lỗi các anh em là tối hôm qua, tôi biết là có rất nhiều anh em hóng cái clip của tôi. Đấy, có anh em còn nhắn tin vào trong fanpage của tôi có hỏi xem là hôm qua là có ra clip không. Nhưng mà tối hôm qua thì tôi không ra clip được, bởi vì hôm qua tôi quá nhiều việc. Sáng hôm qua thì ngày mùng 5 tháng 9 phải đưa con đi khai giảng. Đấy, mà khai giảng thì cái bọn trẻ con mẫu giáo ấy nó có học luôn đâu. Thế là khai giảng xong thì đón con về nhà, thế là mất nguyên một buổi sáng. Cái buổi chiều tôi làm việc, làm việc thì đến buổi tối thì cũng không có thời gian mà làm clip, bởi vì là tối qua thì tôi lại có cái công việc, tôi lại phải đi đo công trình. Thế là đi đo ở hơi xa, lúc về thì nó tầm khoảng 10 giờ 10 rưỡi rồi. Thế là 10 rưỡi về ăn xong thì nó phải rơi vào tầm 11 giờ rồi. Đấy, mà cái lúc đấy thì cũng bật máy lên chơi, nhưng mà nói thật với anh em là không nói được luôn, nó mệt quá rồi. Thế là lúc đấy thôi tôi cũng chả có quay clip, tôi chơi giải trí xong tôi đi ngủ. Thế là hôm qua tôi có mấy trận top 1, nhưng mà lại không có một cái clip nào được quay lại cả. Đấy. Đấy, có rất nhiều anh em là ở trong game, ở trong những cái trận đấu đấy là hỏi tôi xem là có được lên sóng không, lên tivi không. Đấy, có rất nhiều anh em nhận ra. Đấy, nhưng mà tôi lại rất tiếc phải nói là hôm qua tôi không có quay. Đấy. Làm cho rất nhiều anh em là gọi là mừng hụt. Nhưng mà những cái lúc mà tôi chơi chơi hát hoặc là tôi chơi giải trí ấy, thì anh em nhìn là anh em nhận ra ngay. Đấy là những đội hình rất là quen thuộc, những cái đội hình mà nó khá là mạnh, nó rất là meta. Đấy, để tôi chơi cho nó gọi là mang tính chất là giải trí hoặc là real rank. Đấy, thì cái dấu hiệu nhận biết nó rất là đơn giản thôi. Đấy là những cái lúc mà anh em nhìn thấy tôi chơi những cái đội hình đấy thì cái cơ hội mà lên sóng ấy nó rất ít. Đấy, bởi vì trong cái thời gian hiện tại ấy là tôi làm theo yêu cầu của các anh em. Đấy, tôi làm content theo yêu cầu để tôi up lên trên kênh là làm theo content theo yêu cầu là một. Thứ hai ấy là tôi sẽ chơi những cái đội hình mà nó hơi dị một chút. Đấy, nên là nếu mà anh em thấy các cái đội hình mà nó dị ấy, thì chắc chắn là tôi nghĩ là nếu mà anh em nhìn thấy đội hình dị của tôi thì là chắc chắn là sẽ được lên sóng đấy nhá. Và tất nhiên là cái trận đấu đấy là phải được top 1. Còn ở top 2 cũng được. Đấy, còn top 3 thôi. Top 3 thì nó phải thật sự là nó rất hay. Thật sự rất hay thì mới lên nhá anh em nhá. Còn chủ yếu là sẽ là top 1. Đấy. Rồi. Và đầu clip như thường lệ tôi xin được cảm ơn các anh em đã ủng hộ cho kênh. Tôi xin được cảm ơn anh em Nguyễn Khánh Duy, anh em Vũ Quốc Tuấn và anh em Đức Phạm. Cảm ơn ba anh em đã donate và ủng hộ cho kênh. Ngoài ra tôi xin được cảm ơn anh em Đạt Lê, anh em Nguyễn Tuấn An, anh em Hùng Trần và anh em Viên Thế Khải. Các anh em đã tiếp tục gia hạn gói hội viên ở trên kênh. Một lần nữa xin cảm ơn tất cả các anh em đã trích một phần thu nhập của anh em để ủng hộ tôi. Cảm ơn anh em rất nhiều. Và tôi cũng phải rất là vui mừng để thông báo với anh em là cái kênh của chúng ta, kênh Game Today, đã vươn lên và đứng ở vị thế top 1 ở trên YouTube về cái nội dung auto chat. Đấy, kênh này nó đã vươn lên vị trí top 1 rồi, và là cái kênh phổ biến nhất làm về cái nội dung auto chat ở trên YouTube trong cái thời điểm hiện tại. Và cái lượt tương tác ở trong kênh cũng là nhiều nhất luôn anh em nhé. Và đấy nó là những cái gì mà nó gọi là thành quả khi mà có cái sự cố gắng và nỗ lực của tôi suốt từ đợt tháng 4, khi mà tôi comeback trở lại, tôi bắt đầu ra những cái clip và tôi đầu tư hơn về cái nội dung và càng ngày càng hoàn thiện dần để ra được những cái clip mà nó thực sự nó hay ho và nó hấp dẫn ở trên kênh, và thu hút được một cái lượng người xem rất là đông đảo mới gia nhập kênh, thậm chí là có những cái fan ở kênh khác đấy cũng mới biết kênh tôi và sau khi xem thì cũng trở thành fan kênh tôi. Rất là vui. Đấy, mà nói đến đây thì các anh em có thể là sẽ không tin và cho là tôi bốc phét, nhưng mà cái này thì có kiểm chứng được anh em ạ. Rất đơn giản thôi nhá, nếu mà anh em nghĩ là tôi bốc phét ấy thì anh em chỉ cần vào cái clip, ngay cái clip trước cái clip này đấy, anh em kéo xuống anh em xem phần comment nhá, anh em xem cái độ tương tác của cái kênh của tôi. Đấy, rồi anh em so với các kênh khác là anh em biết ngay. Đấy, đơn giản thế thôi nhá. Hay là anh em xem là cái số người mà comment ấy nó có cái huy hiệu bên cạnh ấy. Đấy. Thế là anh em hiểu ra vấn đề ngay. Rất nhiều anh em yêu quý và ủng hộ cho kênh. Và tôi cũng muốn là chia sẻ cái niềm vui của tôi đến với anh em. Thật sự tôi rất là vui. Đấy, và luôn là có động lực để làm ra những clip hay ho anh em nhá. Và tôi cũng xin hứa là sẽ cố gắng để luôn giữ được cái vị thế top 1 như bây giờ. Đấy, còn top 1 hay không ấy thì nó lại không phải là chỉ là về cái phần gọi là cảm quan đâu, mà tôi có số liệu. Đấy, tôi đã phải trích ra là 20 đô mỗi tháng đầu tư vào cái phần mềm chuyên phân tích YouTube.
Nó có tên là Top Buddy. Đấy, nếu mà anh em làm YouTube mà anh em có thể anh em cũng lên biết cái phần mềm đấy, rất hay. Và hiện tại như theo phần mềm cung cấp thì kênh của tôi nó đang được là 90% cái lượt đề xuất ở trên YouTube. Anh em thấy cao không? 90% nhá. Đấy, mà bình thường cái kênh nó chỉ rơi vào tầm khoảng 70% là ok, là ổn áp lắm rồi đấy. Và kênh của tôi bây giờ nó đang được là 90%, không biết là có giữ được bao lâu. Đấy mà thôi, cứ nếu mà duy trì những cái clip mà chất lượng hay thì tôi nghĩ là nó cũng sẽ vẫn duy trì được cái phong độ như bây giờ thôi. Đấy, tôi luôn phải cố gắng anh em nhá. Rồi, và hôm nay chúng ta sẽ đến với clip theo yêu cầu anh em nhá. Ngày hôm nay tôi sẽ lại tiếp tục làm content theo yêu cầu của anh em. Và hôm nay chúng ta sẽ đến với cả comment của anh em Vũ Luận. Anh em Vũ Luận có mong muốn là tôi làm cái bộ tròn kết hợp với 6 đỏ, làm bộ này cho anh em chơi cho dễ, khó top 1 nhưng mà easy top 2, top 3. Và đây đồng thời cũng là yêu cầu của anh em Ông Thần Nhân Phẩm. Anh em có comment như sau: em theo dõi kênh anh Tuấn từ rất lâu rồi, không nhớ từ khi nào, anh kiểm tra giúp em. Thì tôi đã kiểm tra rồi. Anh em chính thức là đăng ký theo dõi kênh là được hơn 1 năm rồi, và anh em đăng ký hội viên là được hơn 2 tháng. Cảm ơn anh em đã ủng hộ tôi trong suốt cái thời gian vừa qua. Và anh em Ông Thần Nhân Phẩm cũng yêu cầu cái bộ 6 đỏ Glacier nhưng mà dồn đồ cho Secret Lancer. Đấy, thì đây là một cái yêu cầu mà nó trùng nhau, nên là tôi sẽ gom lại và tôi sẽ làm một lần anh em nhá. Và tất nhiên Lancer nó chỉ có thể dồn được đồ khi mà nó có rồi nha anh em nhá. Còn nếu mà tôi đen và tôi không roll ra được con Lancer thì tức là chúng ta cũng sẽ không thể dồn đồ cho Lancer được. Thay vào đó chúng ta sẽ dồn đồ cho một con khác, ví dụ như là Berserker là cũng ok. Rồi, để xem là đối thủ chơi những cái gì nào. Đầu game hiện tại thì đang có một thằng là nó có Hunter. Hunter khá mạnh đấy nhá. Mèo kẹp với cả hai Thunder Spirit à. Ui, cũng khỏe đấy. Ui, có thua luôn không nhỉ? Không, 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 không. May quá. May quá, kẹp được hai đỏ vào anh em ạ. Thằng này thực ra là nó không kẹp mết đấy. Nó kẹp mết thì có khi là cái round vừa rồi là tôi sẽ mất chuỗi. Đây rồi, đỏ rồi. Bây giờ sợ cái thằng Hunter ấy. Cái thằng Hunter mà có con thỏ 2 sao với cả kẹp Egosit là khá khỏe. Gặp chưa nhỉ? Tính phát là còn thằng nào chưa gặp. Ui, may thế, gặp cái thằng Hetman rồi anh em ạ. Gặp thằng Hetman ở round đầu tiên luôn. May thế nhỉ. Rồi, thế thì ok rồi đấy. Chỉ còn cái thằng Din Trai và cái thằng thằng sói cô đơn. Còn hai thằng thôi, hai thằng đấy đỡ. Có thằng sói cô đơn thì hơi khỏe một tí nhưng mà vẫn ăn được. Thằng này thì yếu, Hunter một sao anh em ạ. Ăn được, ăn được, ăn được. Không thành vấn đề. Cáo chọt một phát là ra đi thôi. Hay quá. Rồi. Có chuỗi nó là 11. Cái bộ đỏ này đầu game thì nó kẹp hai đỏ vào nó khá khỏe bởi vì nó được cộng thêm 150 máu anh em ạ. Được rồi, Berserker này. Nhưng mà chưa đủ 4 Glacier. Thì thôi, tạm thời là cứ phải kẹp 2 bit vào đã. Anh em ạ. Phải kẹp 2 bit vào đã. Round sau là sẽ gặp một cái thằng mà nó có 2 sao và tương đối khỏe. Xem lại có phải là sói cô đơn không nhá. Đúng không? Chưa gặp bằng sói cô đơn. Đúng rồi. Chưa gặp sói cô đơn anh em ạ. Đấy, sói cô đơn có hai con 2 sao nhá, chơi Feather. À, nhưng mà mới có 5 con Feather thôi. Tức là với đội hình này là vẫn có cửa ăn được. Ok. Tí nữa nó ra 6 level, nó chỉ cần up 7 một phát thôi là chúng ta up 7 luôn. Đấy, là đủ 6 Feather mà. Mà cái lúc nó đủ 6 Feather ở level 7 mà kẹp thêm một con 2 sao làm co thì nó rất khỏe nhá. Đấy, chúng ta chưa form được cái bộ mạnh ở level 7 đâu. Ui đây rồi, Berserker 2 sao thế thì được rồi. Thế thì được rồi, thế thì được rồi, con này 2 sao là gánh được. Ok. Rồi lấy dồn đồ cho Berserker thôi. Đấy. Ok, chống phe giờ luôn. Chơi cẩn thận. Ôi, anh em thấy tôi chơi nó có cẩn thận không như vậy? Cẩn thận, cẩn thận. Ờ nhưng mà anh em có thấy nó đủ cẩn thận chưa? Bây giờ up lên 7 luôn thì như này thì nó cẩn thận quá. Mẹ, cái thằng phe giờ mới có 3 phe giờ thôi. Ôi, chơi quả gậy gai luôn.
Đã thế lại còn up 7. Chơi cẩn thận thật sự luôn. Thôi, nói chung ấy là nếu mà tôi đã cầm chuỗi thắng rồi thì các bạn đừng có hòng mà lấy được cái chuỗi này của tôi nhá. Ok. Nói chung ấy là cái bộ đỏ Glacier này. Đấy thì nó là một cái bộ mà đầu game nó khá là khỏe. Đầu game khá là khỏe đấy. Có giai đoạn giữa game thì hơi đuối một tí. Nếu mà chúng ta đánh chuỗi thắng thì giữa game thì nó 6 đỏ nó không mạnh lắm. Tức cái bộ này này, tức là cái bộ này nó mạnh từ đầu ấy, nhưng mà đến cái giai đoạn giữa thì nó lại bị trùng lại một chút để chúng ta đốt máu. Đấy, đốt xuống cái lượng máu thấp để cho nó khỏe hơn. Rồi sau đấy rồi ra được cái con Lancer là con co chính ấy, dồn đồ cho nó thì nó mới là khỏe được. Chứ còn cái con Berserker này thì thực ra nó chỉ là semi carry thôi. Semi đam thôi, chứ nó không thể là một cái con đam chính ở đâu. Con này đam chính thì nói chung là hơi a đuổi. Ôi anh em ơi, thằng này sao tôi trông có vẻ như là nó khá là mạnh ấy nhở? Lắm hay sao vậy? 1, 2, 3, 4, 5, 6 con 2 sao á? Ui vai đái vậy. Vớ vẩn thua này. Ủa tôi chết tôi rồi. Không ổn rồi, không ổn rồi, không ổn rồi, không ổn rồi. Không ổn rồi, còn 2 con. Còn lại, ui, nó bắn tên lửa vào con Berserker. Thôi xong rồi mẹ. Ôi, vừa mới nào trước còn đang tự tin là không bố con thằng nào ăn được chuỗi này mà mẹ chơi cẩn thận mà. Sao nhở? Tôi còn biết làm thế nào đây. Bây giờ tôi up lên 7 rồi, kẹp 2 bit vào rồi. 2 bit 2 Glacier, kẹp 2 đỏ rồi còn vẫn còn tua. 3 Warrior, không hiểu kiểu gì luôn ạ. Form bài nó như này rồi. Còn bây giờ mà muốn mạnh hơn thì chỉ có lên 8 là 4 đỏ, 4 Glacier thôi. Ơ à. Điêu thật đấy. Thế mà thua được ạ. Thôi thì cũng không trách được. Bây giờ tôi như này nó là mắc binh rồi còn gì nữa. Còn làm sao mà bây giờ đủ tiền lên 8 được đây. Cái round trước là chưa đủ tiền lên 8 anh em ạ. Đấy mà còn chưa có 4 đỏ thì lên 8 làm cái gì. Ui mà sao trận này bọn nó mạnh thế nhở. Thằng này nó đủ 9 mét rồi này. Vãi đái ạ. Trận này toàn siêu nhân rồi. Ảo thế này. Có một thằng mà round 13 đã form được con Thunder Spirit 2 sao trong bộ 9m ạ. Ôi trời ơi. Nhân phẩm để đâu cho hết đây. Đấy. Mà anh em thấy không? Tôi là tôi cái đội hình này của tôi là ăn được cái thằng 9m nhá. Với con Thunder Spirit 2 sao. Là anh em biết là đội hình này không hề yếu. Đội hình này không hề yếu. Chứng tỏ là cái bọn Goblin nó mạnh anh em ạ. Bọn đấy nó lỗi quá. Đúng meta này chơi cái bọn đấy nó lỗi thật đấy. Thề. Đầu game nó mạnh như thế rồi. Thằng nào mà xanh mà kiểu đánh đầu game mà cũng xanh luôn thì đến cuối game chắc 100% máu mất. Ui mẹ ơi, cái thằng Trần Lam kìa, nhìn kìa, full 2 sao luôn. Full 2 sao. Và nếu mà tính bây giờ là nó có 8 con 2 sao ở trên bàn cờ đấy. 2 con Heaven Bomber, tức là 3 con Heaven Bomber này, 3 con Skybreaker. Ui ui mẹ ơi. Xanh thế. Siêu nhân à, siêu nhân à. Đây này anh em thấy không? Đây nhá, 6 Hunter nhá. Đây là cái minh chứng cho cái việc là sức mạnh đội hình của đội hình mà tôi đang form hiện tại. Là rõ ràng ở trong cái thời điểm hiện tại này nó rất là mạnh. Nó ăn được cái bộ 6 Hunter mà đã có ghép đồ rồi nhá, của bù set nhá mà vẫn ăn được. Là chứng tỏ là nó rất mạnh. Đấy nhưng mà đấy, gặp cái thằng kia, cái thằng Goblin, Sia thật đấy. Đùa chứ cái line up rất lỗi luôn. Line up rất lỗi trong thời điểm hiện tại anh em nhá. Thật sự là như thế luôn, mấy lần giảm sức mạnh rồi, mấy lần nép rồi. Bao nhiêu lần lép để cho nó yếu đi rồi mà tôi không hiểu sao vẫn thấy mạnh ạ. Anh em nhở. Tôi nghĩ là phải tiếp tục lép tiếp. Đấy. Mà cái trận này đéo thấy ai chơi Goblin. Một mình ông Trần Lam chơi. Thôi xong rồi. Cả thế giới Goblin này là của Trần Lam rồi. Mẹ vãi đài. Trần Lam bây giờ lên 7 rồi. Đấm nhà nào nhà đấy thì tông toác. Toàn 2 sao lại còn cộng thêm 3 con nữa. Tức là 10 con. Nếu mà lên 8 thì nó sẽ là 11 con ấy. Nếu mà lên 8 ấy, lên level 8 thì nó sẽ là 11 con với 3 cặp. Mẹ ơi, trông căng quá. Ủa, đồ chán thế. À đây rồi, Grimshock Storm Shaman. Đúng rồi. Bây giờ ấy, tiết kiệm tiền thôi anh em ạ. Tiết kiệm tiền, up dần lên 8 nhá. Cho 4 đỏ vào đá này. Up dần lên 8 xong kiếm một con Glacier nữa. Đấy. Là chúng ta sẽ đủ bộ là Glacier.
kết hợp với cả 4 Glacier với 4 đỏ. Tuy nhiên là nếu mà chúng ta kiếm được ấy 3 con Wizard ấy nhá, ở cái thời điểm là level 8, thì ngoài cái việc là 4 Glacier 4 đỏ thì chúng ta có thêm 4 Saman nữa. Nếu mà chúng ta kiếm được 2 con Wizard chúng ta kẹp vào. Đấy. Rồi. Rồi chắc là tôi sẽ dừng lại ở 8 drone thôi. Tôi sẽ dừng lại ở 8 rồi phong đội hình thôi. Cái bộ này chơi mắc binh là phải ở 10 cơ. Nhưng mà chơi sẽ phải đẩy cấp tụt quần. Và lúc đấy thì cái hàng đam nó hơi yếu anh em ạ, hơi thiếu đam. Cái bộ này tôi nghĩ là chúng ta sẽ roll 3 sao. Ta sẽ roll ở 8 đi. Chả may mà ra Lancer sớm thì đẩy cấp thôi. Còn không thì cứ chơi ở 8. Nha anh em nhá. Chơi ở 8 kiếm, bây giờ kiếm tạm Berserker 3 sao trước đã. Đấy, xong rồi late game thì tính sau. Đây rồi. Bây giờ lên 8 là kẹp được vào 4 Glacier này. Đấy, sức mạnh đội hình nó sẽ gia tăng nhá anh em nhá. Nhưng quả này là chúng ta có thể là ra 16 đúng không? Cảm giác như là vẫn mạnh. Thì từ từ đã. Tôi nghĩ là cái thời điểm hiện tại vẫn không cần phải dí vội lên 8 đâu. Thực ra nhá, nếu mà hiểu về cái cơ chế mà ra bài ấy, thì tôi nghĩ là cái tầm này cứ để ở 7 đi. Đấy, ở 7 là cái cơ hội ra 3 sao nhá. À, 3 tiền ấy, 3 đô ấy, nó nhiều hơn. Đấy, nó nhiều hơn. Lên 8 cái là có cái cơ hội ra 5 đô, 4 đô nó nhiều. Mà bây giờ hiện tại cái đội hình này này, chúng ta không cần phải có 4 đô, không cần phải có 5 đô. Đấy, 5 đô thì cũng cần, nhưng mà ví dụ như là bây giờ đang cần những cái con 2 tiền này này, những con 3 tiền này này, nó lên 3 sao này, thì rõ ràng là nếu mà để ở level thấp ấy, cái cơ hội nó ra nó sẽ nhiều hơn anh em ạ. Chính vì thế nên là từ từ cứ up cấp từ từ thôi. Đấy, bây giờ vẫn thắng này. Đấy, ổn đấy chứ. Mà Berserker gây được khá nhiều đam ấy nhở, 8.000 đam luôn. Còn Berserker này nói chung là nếu mà nó tung được nhiều cái trưởng ấy thì nó sẽ gây được khá đam ấy. Đây rồi, Grand Herald này. Đây nhá, bây giờ tôi có Grand Herald nhá. Mà bây giờ tôi up 8 này là tôi kẹp vào là Saman luôn. Là đây nó mới gọi là sức mạnh đội hình nó tăng lên hẳn luôn. Và tôi quyết định là tôi up 8 luôn nhá anh em nhá. Đây nó là một cái sự khác biệt rất lớn với việc là như ở cái round trước. Round trước ấy là nếu mà tôi up 8 thì nó chỉ là 4 đỏ kết hợp với cả 4 Glacier thôi. Nhưng mà cái round này này là nó khác lắm anh em ạ, là nó còn 4 Saman nữa. Tức là cái cơ hội đẩy ấy, đối thủ nó cao. Up luôn anh em nhá. Trời, đẩy cho nó kinh. Đấy, anh em thấy là có 3 sao luôn. Ra là con Heaven Bomber 3 sao. Xong nó đẩy khá nhiều máu. Đấy, Storm Saman cũng lên 2 sao luôn. Anh em thấy không? Nó khác biệt về mấy mặt gọi sức mạnh đội hình. Nên là tôi quyết định up cấp. Quá chuẩn luôn, lại có chuối. Một quyết định rất chính xác đến được vị trí của tuần cơm. Bây giờ lại chỉ có hy vọng gặp Trần Lam. Nhưng mà gặp mất rồi. Rồi thì cứ hy vọng là sau round 20 gặp ngay ở round 21, để coi như là lấy lại những gì mà đã gửi gắm Trần Lam ở những cái trận trước, những cái round trước. Đấy, coi như gửi tiết kiệm thôi anh em. Tí nữa lấy lại anh em nhá. Đấy, bây giờ lại có chuối rồi. Mà bây giờ hiện tại là cái sức mạnh này, đội hình này là nó cũng ok đấy. Bây giờ tôi có một cái tham vọng, đấy chính là roll ở level 8 nó đẩy hết những cái con Saman nó lên 3 sao anh em ạ. Đấy, nếu mà con Storm Saman này nó lên 3 sao ấy là nó sẽ gọi ra được 5 đô 3 sao đấy. Đấy, rất khỏe nha anh em nhá, 5 đô 3 sao. Đấy, cái cơ hội ra là được 5 đô 3 sao luôn. Biết đâu ra con Skelet Lancer 3 sao luôn. Thế thì khỏe lắm anh em ạ. Đấy, như tôi đã chia sẻ với anh em từ những cái clip trước rồi, là Berserker bây giờ nó thay đổi cái skill. Skill ngày xưa khi mà nó còn 4 tiền ấy, thì con này nó rất mạnh. Khi mà nó với những cái cú đánh ấy, nó giống như cái bộ Glacier bây giờ ấy. Cái bộ 6 Glacier ấy, là cứ mỗi lần đánh là nó tăng stack, nó tăng tốc lên ấy. Thì lúc đấy con Berserker nó đúng là một con carry thứ thiệt luôn. Ở 4 đô, đấy. Nó đánh rất nhanh. Đấy, một cái con tốc đánh nhanh nhất bàn cờ luôn. Nhanh nhất trong trò chơi. Đấy, nhanh tương đương với con Velo mà cũng là nhanh tương đương với con ốc luôn. Mỗi lần đánh vào là nó tăng stack như là bộ 6 Glacier. Và vì nó là 4 đô nên là đam nó to hơn cái con này. Đam đánh tay to hơn này. Rồi thì máu nó cũng nhiều hơn này. Đấy, thì lúc đấy nó mới là cái con co chính. Nó gọi là cái con siêu nhân ở trong đội hình được. Chứ còn để mà một con mà gánh team theo kiểu dạng là một đánh với cả 10 thì cái con này hiện tại nó không phải là một cái con có thể chơi được như thế. Ui ôi, đồ khéo quá anh em ạ. Có mỗi cái giáp thôi.
Chả biết ghép cái đéo gì luôn. Bộ này là cần đam anh em ạ, không cần giáp. Bộ này là bộ cần đam cơ. Cần nhiều cái món đồ đam. Đấy, cần là cần gì bây giờ? Cần là cướp điên này. Đấy, hoặc là cầm cái thôi hay ghép cái giáp thép đã vậy. Tăng cái độ lì. Bộ này thì máu là thừa, thủ là thừa. Chỉ mỗi tội là thiếu đam thôi. Bộ này thiếu đam lắm. Nếu mà không ra được Lancer thì bộ này rất thiếu đam. Mà kể cả có Lancer tôi vẫn thấy thiếu. Bộ này ấy mà muốn đủ đam là phải ra được cái con Omen cơ. Ra Omen thì là mới đủ đam được. Còn nói chung là cái con Berserker này nó hên xui lắm anh em ơi. Cái trưởng của nó núp được lúc không. Lúc tung trưởng thì rõ là mạnh. Mà nhưng mà gặp mấy cái thằng giáp to thì cái trưởng này nó phế. Cái trưởng con Berserker nó phế. Dark Spirit này, nhưng mà thôi, không có slot cho Dark. Hai quả trứng rồi, vớ vẩn Berserker lên được 3 sao ấy chứ nhở. Thôi hay là chúng ta cứ roll ở level 8 nha anh em nhá. Tôi nghĩ là lên roll ở level 8, đưa một vài con lên 3 sao đã. Trong đấy là có thể là tìm cái con Berserker lên 3 sao là cũng ok. Đấy, tí nữa late game thì sẽ vứt một con rơi đi, vứt con rơi đi. Vứt con rơi và thay vào là bằng con Lancer, thế là hợp lý. Rồi, Trần Nam ơi, qua đây bạn ơi. Gửi lãi hơi lâu ở đây. sang đây Trần Nam ơi. Ui, cho tôi cái chuỗi đi. Ui ui, chết rồi. Thằng này xếp bài như counter tôi luôn ạ. Thunder Spirit để trước mặt luôn ạ. Vai. Kiếm được cả cái con hack nữa luôn. Nó cướp cái skill con hack mất mẹ chuỗi luôn. Cay thật đấy, không biết có phải là xếp bài counter không nhỉ? Để khéo thế nhỉ. Từ từ đã nhá. Này vớ vẩn này, đập trứng Berserker 3 này. Yên từ từ xem có phải không nhở. Không. Trứng này để dành không nhá. Trứng này để dành cho con Lancer. Sẽ không đập trứng cho Berserker đâu anh em. Rồi. Bình tĩnh. Tôi vẫn là giữ trứng thôi, chứ tôi không có đập trứng cho Berserker. Berserker lấy 3 tiền, tôi nói rồi, từ đầu rồi. Con này nó không chơi được, không gánh team ở đâu anh em ạ. Tí nữa là cứ phải mắc binh Lancer 2 sao cho vào. Đấy, thì mới chơi được với những cái bộ khác. Trận này thế nào cũng có 9 phe giờ, thằng này chơi 9 phe giờ chắc luôn. Mua cả con hổ này. Mua cả Light Bloodline, lại còn mua cả con sắt đao Killer nữa. Chắc chắn là 9 phe giờ rồi. Này chưa 9 phe giờ nhưng mà máu tụt quá rồi. Còn có 6 máu thôi. Thế gặp Trần Lam thì đi thôi. Trần Lam thì xanh quá rồi. Bây giờ tôi cái cửa của tôi lấy đâu ra cái cửa mà cắt chuỗi được Trần Lam. Tôi nói thế thôi anh em ạ. Chứ cái thằng Trần Lam thì chắc là cái thằng 9m nó cắt lốt thôi. Chứ còn tôi tầm này làm sao mà cắt chuỗi được thằng Trần Lam. Bây giờ cái đội hình này ở cái tầm này từ nãy giờ tôi roll nó còn không lên được cái con sờ tôm Saman nó lên được 2 sao thì lấy cái gì mà đỡ anh em, không lỡ được. Cái bộ này nó không phải là cái bộ mạnh ở trong giai đoạn này. Đấy, chỉ khi nào mà nó lên được 6 đỏ thì nó mới gọi là mạnh thôi. Nhưng mà vấn đề là 6 đỏ lên bây giờ thì nó cũng không mạnh. Như tôi đã chia sẻ với anh em từ nãy là bộ này mà muốn mạnh là nó phải máu nó sống thấp. Ui, cái gì đấy? Đây là rồng hóa từ Saman hay là rồng thật vậy? Cái đéo gì mà rồng 3 sao. Level 8 Dragon Claw 3 sao. Và vẫn còn 28 tiền. Ui ôi mẹ ơi, cái trận này toàn siêu nhân rồi anh em ơi. Trận này toàn siêu nhân rồi. Mẹ. Tôi còn con Berserker ở đây nó còn chưa lên được. Điêu thật đấy. Berserker này, một con nữa. Một con nữa hứa đập trứng. Từ từ đã, vẫn thiếu slot đúng không? Không được rồi, phải roll tiếp thôi. Hay là thôi bán tạm một con đi nhở. Thôi bán tạm anh em ạ, khô máu làm cái gì. Từ từ đã, Grand Herald kích hệ rồi anh em. Tí nữa kiếm sau. Con này chả cần lên 2 sao đâu. Đấy, bây giờ từ từ đã. Lên được con X lên 3 là cũng đỡ được thằng chờ này. Bây giờ là kiếm tiếp. Chắc chắn là sẽ ưu tiên là con Lava Saman rồi. Lava Saman sẽ được ưu tiên hơn là con Swordman anh em nhé. Bởi vì cái con đấy nó lên được 3 sao là nó sẽ gọi ra được là
4 đô 3 sao đấy. Hóa được Saman anh em ạ. Đồ thì chắc là mảnh linh hồn thôi, tăng tốc đánh. Tôi vẫn ưu tiên mấy cái món đồ tăng tốc nhiều hơn. Nhưng mà bây giờ ghép cái giáp xương hay là ghép cái hút máu nhỉ? Hơi phân vân cái đoạn này. Giáp xương thì được cái là tăng tốc cho xung quanh nữa, tăng tốc cho những cái con xung quanh anh em ạ. Rồi. Nói chung là tôi chọn cái giáp là nó cũng có lý do. Rồi Rona, tí tôi sẽ giải thích cho anh em tại sao. Rồi kiểu mấy con berserker nào, một berserker nữa thôi. Thôi từ từ anh em, không khô máu nhá anh em nhá. Máu vẫn còn 69 máu đi, cứ từ tốn thôi. Cứ từ tốn thôi anh em ạ. Lấy ghép cái Blink được không? Blink thì bây giờ cũng chưa cần. Chưa cần ghép Blink vội, từ từ đã. Blink nó cũng chả có combo, bộ này nó đâu có combo đâu. Còn con Deflector thì nó cũng biến Saman mà, chứ nó có đâu có tung một trưởng đâu. Chừng quá nhở. Ui thằng này chơi cái gì đấy? Hunter Beast à? Có phải không? Ui đúng rồi anh em ơi. Khỏe quá. Đéo ăn được. một phát nữa. Ui giời. Không sao, giữ máu được rồi. Suýt ăn được. Ui dồi ôi, tôi vừa nhìn thấy con bom nó lên được 2 sao kìa anh em kìa. Căng vậy. Trần Lam mất chuôi chắc là mất cho đằng 9m rồi. Nhưng mà lại được cái là nó lại có cái con bom 2 rồi. Nó đủ bộ Goblin Mech rồi. Khỏe quá. Bây giờ thắng là có công nghệ Mech rồi. Ghép cái Blink giáp phản không nhỉ? Giáp phản. Từ từ lại anh em ạ. Tôi vẫn chưa vội ghép đâu. Để lại, để dành đã. Ôi ôi, tôi bây giờ tôi vẫn ở level 8 anh em ơi. Bọn nó có thằng nó chuẩn bị lên 10 rồi. Thằng Din Trai kia chắc chắn là lên 10 rồi. Mà Trần Lam thì đủ tiền chắc cũng lên 10 thôi. Có tinh hoa mấy cái kiếm cặp cho vào, cặp 5 đô cho vào thì tí nữa đánh cái kiểu gì đây. Mà cái thằng Trần Lam ấy nó chơi Goblin mà nó vẫn còn nhiều máu đi kia thì khả năng là lên game là chơi với thằng này nó khó đấy. À nhưng mà đấy là tôi còn quên cái thằng này nữa cơ. Mà cái thằng trường này thì nó lại bá quá luôn. Cái bộ này thì nó to khủng khiếp luôn ấy. Có cả Dark Spirit luôn ạ. Dragon Clay, tôi có ăn được không? Biến ra là con thỏ ba này. Stun đến chết không? Stun đến chết không? Ui không được rồi, khỏe quá. Cái con rồng đồ thế giới quá. Nó toàn đồ đam thôi. Mà có cái chén thánh kẹp với cả Kira kia thì nó hút máu nó cũng căng. Nói chung là khá khỏe. Để rồi, Lava Saman. Đùa chứ, chắc phải roll khô máu ở đâu này rồi anh em ạ. Thôi được rồi. Ui đời ơi, Berserker rồi, đập trứng luôn thôi anh em ơi. Quả trứng còn lại để cho Lancer anh em nhá. Rồi ok rồi. Thôi được rồi, bây giờ tầm này thì chúng ta up cấp rồi. Tầm này thì còn làm gì được. Tách đội hình ra chút anh em nhá. Tôi sợ nhất là tôi gặp cái thằng nó có con Dark Spirit ấy. Tụm vào là chết đấy anh em ạ. Đứng tách ra. Tụm vào Dark Spirit nó thả cho một bãi mà chơi đỏ thì máu nhiều là nó tụt máu nhanh lắm. Đấy mà con Berserker này của tôi thì nói thật là không phải là một cái con mà có thể hồi máu được đâu. Bên này gặp cả thằng 9m rồi. Ôi trông kìa, căng không? Ôi vãn được. Vãn được đấy, Berserker 3 cánh kèo đấy. Ui được quá nhờ. Hay. Ờ đẩy thằng 9m đi đi. Đẩy thằng 9m đi đi. Đúng rồi. Bây giờ là ngại nhất là cái thằng 9m mà. Đúng là bây giờ ngại nhất là cái thằng 9m. Thật. Chính ra nhá là cái thằng Aegisit ý. Thực ra là chúng ta đang chơi là Saman kẹp đỏ thì Aegisit cũng không ngại lắm. Đấy, Saman nó đâu có ngại Aegisit lắm đâu. Chính ra là sợ nhất là chắc là cũng chỉ sợ cái bọn 9m khi mà nó có giáp băng thôi. Bọn đấy thì khi có giáp băng thì vào nó tỏa luôn. Thì cái bọn Saman nó chưa kịp hóa thì cũng khá toang. Đấy, tỏa là đông cứng mà. Đông cứng vào là mất máu, tụt máu luôn. Sợ phết đấy. Bây giờ mà có thằng nào mà nó đẩy được cái thằng 9m này đi. Đấy. Đẩy thằng 9m đi thì có lẽ là chính là cái thằng Aegisit thôi. Hoặc là tôi cũng có cơ hội đấm được thằng này. Hunter cũng được, Hunter là kẹp vào Marine là chơi được rồi. 9 Hunter kia là đấm được 9m. Ok,
Vậy là 9m nó không phải là cái thằng mà chúng ta quan tâm ở giai đoạn late game à? Chắc chắn là sẽ đi sớm thôi. Với số lượng 15 máu kia thì gặp Hunter chắc chắn đi. Đó. Còn cái thằng này là một cái thằng khá đáng lo này. Nó ra là con rồng nữa. Con rồng từ rất sớm luôn đấy. Rồng 3 sao. Nhưng mà ra ngoài tôi ăn rồi tôi cũng biến ra con rồng 3 sao. Tôi cũng có rồng 3 sao. Tôi cũng có rồng 3 sao. Ôi dồi ôi. Nhưng mà rồng của nó là hàng Ryu. Rồng của nó là hàng Ryu. Ui thằng 9m đẩy sắp đi rồi kìa. Kẹp đỏ nhờ. Bây giờ lên 10 luôn. Lên thẳng 10 luôn anh em ạ. Tầm này lên thẳng 10 luôn. Kẹp 6 đỏ vào luôn. Tích tiền lên thẳng 10. Bây giờ chúng ta vẫn đang ở level 8 ấy. Đấy. 9m sắp đi rồi. Vừa gặp Hunter anh em ạ. Vừa gặp Hunter đẩy mớ máu luôn. Thằng 9m mà nó ra đi thì coi như là bớt ngại hơn rất nhiều đấy. Mà cái bộ này của tôi anh em thấy giữ máu tốt thật. Anh em thấy không? Vẫn 60 máu này. Chứng tỏ là anh em Vũ Luận là nhận xét cái bộ này là rất chính xác đấy. Tôi cũng đồng quan điểm với anh em Vũ Luận luôn. Là cái bộ này nó đánh nó rất là ổn định luôn đấy. Mặc dù là có thể là nó hơi yếu. Tức là từ nãy giờ tôi vẫn đánh vẫn bị thua. Nhưng mà nó ổn, nó giữ máu ổn anh em ạ. Đấy, giữ máu ổn. Chắc là muốn mắc binh thì phải có Lancer thôi. Bây giờ kiếm được Lancer cho vào thì tôi nghĩ là nó cũng sẽ mắc binh. Nó sẽ được top 2. Top cao đấy. Và cái thằng Goblin kia thì nó to quá rồi anh em ạ. Chắc là cũng không có cửa đấm thằng đấy rồi. Thôi, cố gắng làm nào vào top 2 là được rồi. Mẹ ơi. Không có đồ round 30. Ôi rồi ôi. Lấy cái giảm sát thương này vậy. Đéo ghép được một cái món cam nào ở round 30 anh em ơi. Tôi chết tôi rồi. Cái này thì xác định là toang này. Cái này nó là toang này. Không có đồ này. Thì có chết không nhá. Thôi được rồi không sao. Chúng ta sẽ đợi đến khi nào nó rơi ra được một cái gì đấy để có thể ghép được thôi. Chứ còn vẫn sẽ phải lấy cái giảm sát thương chứ chả ai lấy mấy cái món đồ. Mấy cái xung kích thì lấy làm cái gì đâu. Có con nào dùng đâu anh em. Chả có con nào dùng cả. Lấy cái gậy phép không gậy tà ác thì không có nào dùng. Đấy. Đấy thế này. Cay thật. Thằng này nó to quá rồi anh em ạ. Ca lông 2 sao rồi. To quá rồi. Chịu rồi. Không ăn được. Chuyện lại cố gắng top 2. Mẹ ơi cái round này bị đẩy nhiều máu quá anh em ơi. Thằng Trần Nam lại có chữ 18 máu ạ. Tôi chết tôi rồi. Mặc dù là có cùng đồng quan điểm với cả anh em Vũ Luận đấy. Nhưng mà tầm này thấy có vẻ toang quá. Toang quá anh em ơi. Bộ này có khi phải chơi 6 đỏ vào trước anh em ơi. Thôi 6 đỏ vào trước. Tạm thời thì không chơi Saman anh em nhá. 6 đỏ vào trước kẹp phải giữ máu thôi. Hai Glacier vậy. Sợ quá anh em ơi. Tầm này mà tôi bỏ 6 đỏ ra thì toang mất. Tầm này là phải form 6 đỏ rồi anh em ạ. Thôi ghép đồ luôn. Lấy cái Berlin luôn anh em ạ. Berlin cuối luôn. Hiện tại thì con Storm Shaman dùng được đồ nên là tôi lại cho Storm Shaman dùng vậy. Chán thật sự luôn đấy. Ui có anh em nhận ra kìa. Có anh em nhận ra ra tôi kìa. Ui ôi. Gặp thằng này có khi vẫn đi chứ. Rồi ôi anh em ơi. Chết rồi. Mất nhiều máu quá. Ui rồi ôi đồ này đồ chán quá anh em ơi. 24 máu mẹ ơi. Sắp đi nơi rồi. Lên 10 gấp anh em ơi. Kẹp được vào là bây giờ nó là sẽ là 4 Shaman kẹp với 4 Glacier. Thêm được tốc đánh với cả hóa được ra những cái con 5 đô. Nhưng mà thực ra tôi thấy là nó sức mạnh nó không tăng nhiều. Bởi vì cái con cò của tôi ấy là cái con Berserker. Và hiện tại thì nó cũng đéo có đồ để chơi anh em ạ. Vấn đề là không có đồ chơi. Với đối thủ khác thì nó bây giờ nó là 3 món đồ cam. Thậm chí là nếu mà hên rơi ra của cái nhà, những cái nhà chết thì có thể nó có thằng nó 4 món đồ cam rồi. Trong khi tôi bây giờ đang chơi với 1 món đồ cam. Đấy còn cái Berlin thì thực ra nó cũng đéo có cái tác dụng gì cả anh em ạ. Nó chả có combo, nó chả có cái gì luôn. Nó lại không để ở trên người con co. Vì thế nên cái con co của tôi bây giờ nó cầm món đồ duy nhất nó lại là một cái giáp. Thôi xong rồi. Gặp cái thằng này, ui mà hết được cái con rồng 3. Ui ngon quá. Rồng 3 nó tỉnh rồi. Ăn được không. Ui dồi ôi, ăn được luôn này. Ăn được luôn anh em ạ. Thôi, xin lỗi trường nhá. Vừa chào anh ấy đang đi luôn.
Ôi nhưng mà có đồ, hay quá. Hay quá, có cái chiến thắng. Trời ơi, ghép được cái chiến thắng rồi. Được, 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 thêm một món. Ôi kìa, đâu quá. Ơ sao không ghép được nhỉ? Lỗi nhỉ. Đây rồi, căng tay Kira, ok, ghép mẹ luôn. Bây giờ có cái món nào thì ghép cái món đấy thôi anh em ạ. Tầm này nói chung là si đá lắm rồi. Đồ vỡ va vẩn luôn, toàn đồ bắn trưởng anh em. Sợ quá anh em ơi, đội hình đéo có Lancer. Khó rồi, bộ này vẫn chưa phải mắc binh của tôi. Mắc binh là nó phải ra là con Lancer cơ. Ăn ngồi không, 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 thằng này to quá. Thôi nếu mà không ăn được thì cũng mất ít máu thôi nhá. Berserker cố lên, Berserker cố lên bạn ơi, đừng làm anh thất vọng. Đừng làm anh thất vọng, thôi chết rồi, nó bớ nó vào rồi. Ui giời, khỏe quá, nói chung là phải qua anh em ơi. Thằng này nó xanh quá rồi ấy, chịu rồi. Không làm gì được, cái con này nó không phải là cái con carry anh em ạ. Cái con này nó chỉ gọi là semi carry thôi. Đấy, vừa nãy là tôi có tính toán là lấy cái con Berserker này này. Là tại sao mà tôi lại chốt là cái con Berserker 3 sao và tôi lấy cái giáp. Bây giờ tôi giải thích này. Đấy, tôi nói tôi quên, tôi chưa giải thích cho anh em. Là bởi vì làm sao khi mà tôi lấy cái giáp thép ý, cái giáp cuối ý, thì nó tăng tốc cho những cái con xung quanh. Thì lượng nếu mà tôi dồn đồ cho con Lancer ấy, là tôi sẽ để hai con này nó cạnh nhau anh em hiểu không? Thì cái con Berserker này nó được tăng tốc thì nó sẽ tung trưởng liên tục. Nó đánh được cái cơ hội của nó tung được trưởng nhiều hơn. Đấy, cái lý do là làm sao mà tôi lấy cái giáp thép. Nhưng mà bây giờ tôi thấy sai quá luôn rồi. Bây giờ đéo ra Lancer thì cái con này cầm giáp thép thì nó không có ý nghĩa lắm. Đấy, cái vấn đề là như thế. Berserker này, cái trưởng của con này nó là một cái đam cố định anh em ạ. Nó lại không phải là đam theo kiểu là đam tay to thì bắn trưởng nó mạnh đâu. Mà đam tay nó có to đến 1000 đam thì bắn trưởng nó vẫn thế thôi. Đấy là cái lý do tại làm sao mà tôi nói là cái con này nếu mà nó sửa lại cái trưởng ấy, nó thành là cái sức mạnh là đam tay ấy, nó có tác động lên cái trưởng ấy thì nó sẽ mạnh hơn, nó sẽ làm co được. Rồi rồi, roll con Lancer nhá anh em nhá, phải có Lancer đấy. Không thì đừng có xác định là cái trận này là top 1 được. Không được đâu. Không có Lancer thì chỉ có top 2 thôi. Và thậm chí còn top 3 ấy. Thôi được rồi. Không nuôi con sứ con men nữa. Anh em ạ, hết tiền rồi. Đấy này, còn cái thằng này mới ác này. Nó đẩy cho. Thôi rồi luôn. Thôi thôi bạn ơi. Thôi bạn ơi. Bạn ơi. Thôi bạn ơi. Được không? 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 Bớ được con súng rồi, nhưng con súng nó đẩy tôi ra. Ui, không được, không được, không được. Nó mạnh quá. Mày đéo nhấc được tay lên luôn này. Ui rồi ơi. Chết rồi, top 3. Thực ra thì cũng đúng. Đúng anh em ạ. Cái bộ này là cái bộ mà chơi ở top 3 thôi mà. Sức mạnh của nó chỉ vào top thôi. Tức là nó đây là cả một cái bộ leo rank, một cái bộ mà leo rank ổn định, chứ nó không phải là một cái bộ đánh top anh em ơi. Mẹ khó tê nhờ. Thua cả hai rồi. Cái thằng Hunter thậm chí nó còn thắng cái thằng Trần Lam anh em ạ. Thế là biết là bây giờ là tôi là cái thằng yếu nhất rồi. Không đánh được cả hai luôn. Đấy, vừa lấy con chạm được vào người con súng đâu. Không chạm nổi vào người con súng luôn. Mẹ ơi, thằng này ui ơi, nó chuyển sang bên này rồi. Trời ơi. Con cá lông nó rút kinh nghiệm, nó nhảy sang phía bên này, nó dí cái con Berserker của tôi. Ơ, mày dí tao à? Mày dí tao mà chết. Mày dí tao mà chết. Ơ, ăn này, ăn này, ăn này. Ăn này, ăn này. Ôi nhưng mà thằng Hunter bị chết. Ôi tôi top 2 rồi. Hay quá. Vậy là solo với cả thằng Goblin khó rồi. Tôi cứ tưởng là cái thằng Hunter nó đấm được thằng Goblin chết ý. Thì là tôi cơ hội đánh được Hunter thì cũng có, nhưng bây giờ mới đánh đéo được cái thằng này. Thằng Wolverine này thì nó mắc binh mẹ nó rồi, đỡ làm sao được. Hiện tại tôi chỉ còn có 8 máu thôi. Tốn 8 máu này thì lọt 2 con là chết anh em ạ. Lọt 2 con là chết thôi. Chán thật sự. Nó bây giờ nó nói chung ý là cái tầm này nó bây giờ nó mắc binh rồi. Đấy, ui mẹ ơi, nó để hết lên trên rồi. 3 bom, 3 máy bay. Ca lông, 3 tia phun đồ, có đồ Kira. Ơ,
vẫn ăn được. Ui, không nhấc được tay lên rồi. Cố lên bạn ơi. Cố lên, bật lên, đúng rồi, hay quá, bật chiến thành lên. Mày tự mất bóng chết, mày bắn đồ Kira này. Kira với chúng tôi, ồ. vẫn được anh em ơi, vẫn được, vẫn sống. Đấy, có cơ hội, nếu mà đấm được như này là vẫn có cơ hội có thể chiến thắng anh em nhá. Nhưng mà nó khó vãi đại luôn anh em ạ. À. Làm thế nào bây giờ? Cơ hội chỉ đến một lần. Mẹ ơi, cơ hội chỉ đến một lần thôi. Round vừa nãy tôi đẩy được, nhưng mà còn tiếp theo thì sao? Round tiếp theo thì liệu rằng có may mắn được như thế không? Khi mà hiện tại nó đã lên được cái con bom 3 rồi, nó để mẹ giữa bản đồ luôn. Bom 3 lổ phát chết mẹ hết luôn. Cho 2 ca lông kẹp 3 ca lông vào rồi thì đỡ làm sao đây? Hãy cho tôi một cái lý do để tôi có thể được top 1 trận này đi nào. Ui ôi, chồng mẹ, ôi, bom nó đặt cái bom ra kìa. Lổ kinh quá. Ôi, căng quá anh em ơi. Mẹ, ba con ca lông nhưng mà. Ô kìa. Ui trời ơi anh em ơi. Hay quá. Mẹ, Doom cứu giá anh em ạ. Doom cứu giá. Anh em có nhìn thấy quả của lại không? Combo Blink của con Grim Chop cái này. Grim Chop combo xong rồi là Doom phát vào. Ui quả này mẹ hóa ra con Doom ạ. Doom 3 thì đã tuyệt vời rồi anh em ơi. Trời ơi, bây giờ tôi cũng rất cần là có một cái cú hóa nó như thế. Saman cứu giá bạn ơi. Saman ơi. Saman cho tôi con Doom 3 nữa nhá. Doom ơi, mày ở đâu? Tôi cần con Doom. Trời ơi, chúng ta sống sót đến round thứ 41 và bây giờ chúng ta cần đồ. Cần thậm chí là rất nhiều món đồ để có thể dép ghép được. Ví dụ như một cái gậy như ý hay là một cái hút máu cuối thì có làm sao nhờ. Đúng không? Được đấy, tôi xin. Nhá, cho tôi xin hút máu cuối nhá. Ui, mảnh linh hồn đây rồi, hay quá. Được rồi anh em ơi, bố xét cũng được. Ui ôi, có cả hút máu cuối luôn, hay quá. Ghép luôn cả hai luôn anh em ơi. Được, bây giờ mới có đồ đam này. Từ nãy giờ là chưa có đồ đam, bây giờ có đồ đam. À mà cho xin luôn cả một con Lancer nữa nhá. Cho xin một con Lancer. Rồi, Lancer ơi. Lancer mày ở đâu, mày ra đi, tao cần mày. Cần mày để có một cái top 1. Rồi, Battleman cũng được. Rồi, Battleman thì thay cho con nào? Thay sứ Batman à? Ừ, thôi được. Rồi, để cho Batman vào thay sứ Batman. Nhưng mà sẽ là Batman 2 sao nha anh em nhá. Từ từ đã. Hóa Doom bạn ơi. Doom. Ui, không có Doom. Nhưng mà ra được hai con gấu. Ui, nhưng mà chết mẹ hết gấu rồi. Ui rồi, nó còn hai con ca lông kìa. Làm nào bây giờ? Thôi chết rồi, rao này có 8 máu đi mẹ luôn không? Ba con này là mỗi con là mất 3 máu, 9 máu. Ôi, cắn máu lên anh em ạ. Chúng ta vẫn còn hai cục máu. Đấy, mẹ mày thế. May còn hai cục máu anh em ạ, vẫn sống sót. Ui, cơ hội ở đâu? Lancer ở đâu? Mày không ra, sao mày không ra, Lancer ơi. Trời ơi, Lancer mày ra đi, cứu giá Lancer ơi. Cả trận đấu này đâu có Lancer nào ạ, ảo thế nhờ. Ảo quá anh em ơi, 42 round luôn, rất nhiều tiền rồi mà không ra bất cứ con Lancer nào. Cay thật đấy. Bây giờ chỉ có Doom mới cứu giá thôi. Doom combo đẹp cứu giá anh em ơi. Sang đây. Doom. Ui đéo có Doom, biến ra cái con gì kia. Thôi xong rồi, rao này nguy hiểm quá. Chết rồi, biến ra mấy cái con sắt đao Saman các thứ, sắt đao đi vô các thứ kìa. Thôi chết rồi, có 3 máu đi mất rồi. Còn một cục máu anh em ơi, từ từ đã, chưa. Cố phát nữa. Một phát nữa. Ui giời ơi, hay quá. Vẫn giữ được một cục máu anh em ạ. Để cho một cái cơ hội cho lần khác. Lama Saman đập trứng luôn. Lên 3 sao. Tôi sẽ cái round vừa rồi là tôi là cũng đã quyết định là giữ lại cái cục máu rồi, không cắn lên vội anh em ạ. Liều một round xem sao. Để có một cái mạng lửa cho cái round sau, nếu mà chả may nó bị lọt một con thì tôi sẽ cắn cái cục máu ấy lên. Còn bây giờ hiện tại chúng ta vẫn còn một mạng anh em nhá. Nói là 3 máu ấy, nhưng mà nếu mà chúng ta để lọt một con thì chúng ta vẫn sống được một round nữa. Mẹ ơi, căng quá anh em ơi. Máy bay 3 rồi kìa. Máy bay 3, cướp luôn. Hay quá, nó đổi vị trí Blink rồi. Blink sang bên này à?
Ui, càng quá anh em ơi, máy bay bà này đàm to lắm đấy. Ăn nổi không, 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 con mẹ, con mẹ mày. Ồ, lần này có vẻ như là khỏe, lần này có vẻ như khỏe. Càng ui, ui, còn hai con kìa. Nguy hiểm con đằng sau, đấm chết con đằng sau đi. Đấm chết con đằng sau, đấm chết con đằng sau. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Hay quá. Con ách là hú kịp. Ui, hay quá, căng thẳng quá anh em ơi. Round 43 rồi, vẫn chưa có Lancer đâu. Lancer mày ra hộ tao cái à. Bây giờ ra Battleman, đôi khi lập trứng cho Battleman vứt vào luôn như. Căng quá anh em ơi. Ồ, thế là sắp round 45 rồi. Mẹ ơi, Berserker 3 sao gánh kèo ạ. 3 tiền, 3 đô 3 sao gánh kèo ạ. Trong khi con này là cái con mà nó yếu nhá, nó đéo mạnh đâu. Sợ thật sự đấy. Tôi liệu rằng có thể sống lốt lao này không? Mày bờ linh vào đây, ồ, tao bắt được mày rồi. Ui, ra được Doom kia. Ra được Doom, Doom cứu giá đuôi. Cứu giá, cứu giá, cứu giá. Cứu giá, ui giời ơi. Là Doom được vào con ca lông rồi anh em ơi. Mày cưỡng này, náo với chúng tôi. Ui giời ơi. Một máu lật kèo anh em ơi. Thằng của Berlin xanh vai cứt 60 máu thì tôi lật kèo anh em ạ. Ui, hết hồn anh em ơi. Vai đái thật ra với cô, đúng là kiểu Doom cứu giá luôn. Ra là thật sự, đội hình này ổn áp đấy chứ. Tôi nghĩ là cái bộ này là theo đánh giá của anh em vô luận là chuẩn đấy. Chuẩn đấy anh em ạ. Rất xứng đáng để có thể là một lựa chọn để cho anh em đưa vào trong thư viện neo rank anh em nhá. Rất ổn định, đấy, rất ổn định luôn. Chơi dư máu tốt. Đến cuối game thì cũng vẫn là solo được với cả Goblin meta Bắc Binh mà. Ok anh em nhá. Rồi, anh em thứ hai để lại tôi một like. Anh em chưa đăng ký, đăng ký kênh để xem các clip khác của tôi. Và nếu có thời gian anh em có thể chọn clip bên trái để xem con súng kẹp với cả cái bộ 6 Glacier nó bắn tiểu liên tăng 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 nó như thế nào anh em nhá. Và anh em cũng có thể chọn clip bên phải để xem tôi dồn toàn bộ đồ cho con ách. Một mình con ách một đồ gánh team nhá, solo với cả 10 con. Chiến thần ách solo với cả Lancer 2 sao chấp kèm theo cả tôn lụa không đã spirit vẫn cứ là ok nhá anh em nhá. Hay lắm, tin tôi đi, xem đi nếu anh em chưa xem. Và cuối cùng, nếu anh em yêu quý tôi, anh em có thể đăng ký hội viên để ủng hộ tôi bằng cách ấn vào link ở trên màn hình kết thúc hoặc link ở dưới phần mô tả của mỗi video. Cảm ơn anh em rất nhiều và hẹn gặp lại anh em vào những clip tiếp theo. Bye bye.